Cô chào các em, hôm nay cô sẽ cùng các em ôn tập chương 3 nấu ăn trong gia đình. Bài 15 cơ sở của ăn uống hợp lý. Ở cơ sở của ăn uống hợp lý nó sẽ có 3 phần. 1. Vai trò các chất dinh dưỡng. 2. Giá trị dinh dưỡng của các nhóm thức ăn. 3. Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Thì đi vào phần 1 La Mã. Vai trò của các chất dinh dưỡng. Gồm có các chất sau đây. Thứ nhất là chất đạm. Nguồn cung cấp nó có hai nguồn, là có từ động vật và thực vật. Động vật là từ thịt cá, trứng sữa, vân vân. Thực vật, nấm, các loại đậu hạt. Chức năng dinh dưỡng của chất đạm. Thứ nhất, giúp cho cơ thể phát triển tốt về thể lực và trí tuệ. Thứ hai, cần thiết cho việc tái tạo các tế bào đã chết. Thứ ba, tăng khả năng đề kháng. Thứ tư, cung cấp năng lượng cho cơ thể. Cái chất thứ hai là chất đường bột, nguồn cung cấp. Thì nó có từ tinh bột, được cung cấp từ bột mì, gạo, khoai, v.v. Đường được cung cấp từ mía, những cái bánh kẹo hoặc là mật ong. Chức năng dinh dưỡng của đường bột: cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động của cơ thể, giúp chuyển hóa các chất dinh dưỡng khác. Chúng ta qua cái chất thứ ba, chất béo. Nguồn cung cấp thì béo nó cũng có hai loại béo, là béo động vật và béo thực vật. Béo động vật ví dụ như là mỡ, phô mai, bơ, sữa, vân vân. Béo thực vật là dầu mè, dầu đậu nành. Chức năng dinh dưỡng: nó cung cấp năng lượng cho cơ thể, thứ nhất. Thứ hai, tích trữ dưới da một lớp mỡ làm gì? Để bảo vệ cơ thể. Thứ ba, chuyển hóa một số vitamin cần thiết cho cơ thể. Chúng ta qua một cái chất thứ tư, đó là sinh tố. Nguồn cung cấp thì nó có trong tất cả mọi thức ăn. Chức năng dinh dưỡng là giúp hệ thần kinh, hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn xương da hoạt động bình thường, giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể và giúp cho cơ thể phát triển tốt. Cô nhắc lại, sinh tố nó có các loại sinh tố sau đây là A, B, B, D, E, K, B, B. Được chia thành hai nhóm: nhóm tan trong nước và nhóm tan trong chất béo. Vậy bây giờ nhóm tan trong nước là gì? Các em nhìn A, B, C, D, E, K, B, B thì chữ C cô không biết nó là cái gì, nhưng mà vitamin C đúng không nè? C là vitamin C. Thì vitamin C mấy bạn nhớ có cam, chanh. Thì cam chanh chắc chắn nó tan trong nước. Vậy thì mình lấy chữ C ra. Và trước chữ C là chữ B. Và đọc giống B là BB. Vậy thì tan trong nước là B, C, BB. Và những chất còn lại là tan trong chất béo, đó là A, D, E, K. Và cô lưu ý các bạn là tất cả các loại sinh tố này đều viết bằng chữ tinh hoa nha các bạn. Chúng ta qua cái chất tiếp theo, đó là chất khoáng. Thì nguồn cung cấp nó có ở các loại thủy hải sản hoặc là muối ăn. Về chức năng dinh dưỡng, giúp cho sự phát triển của xương hoạt động cơ bắp, tổ chức hệ thần kinh, cấu tạo hồng cầu và sự chuyển hóa của cơ thể. Tiếp theo là nước. Nước có ở đâu? Nước có trong tất cả các loại thức ăn chúng ta ăn và nước uống của chúng ta uống. Chức năng dinh dưỡng nó rất là nhiều. Nó có vai trò rất quan trọng. Nước có vai trò rất quan trọng đối với cơ thể con người của chúng ta. Nó là thành phần chủ yếu của cơ thể, là môi trường cho mọi hoạt động và chuyển hóa của cơ thể, giúp điều hòa thân nhiệt. Chất xơ.
thì có trong các loại rau củ quả. Chức năng dinh dưỡng làm gì giúp ngăn ngừa táo bón? Nói về giá trị dinh dưỡng của các nhóm thức ăn, thì thức ăn của chúng ta được chia ra làm 4 nhóm, đúng không các em? Nhóm thứ nhất là nhóm giàu chất đạm, nhóm thứ hai là nhóm giàu chất đường bột, nhóm thứ ba là nhóm giàu chất béo, và nhóm thứ tư là nhóm giàu vitamin và chất khoáng. Ý nghĩa, tại sao người ta phân chia nhóm thức ăn để làm gì? Để giúp cho người tổ chức mua đủ các loại thực phẩm cần thiết và thay đổi món ăn cho đỡ nhàm chán, mà vẫn đảm bảo cân bằng dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn. Cách thay thế thức ăn lẫn nhau. Thì chúng ta sẽ thay thức ăn này bằng thức ăn kia trong cùng nhóm để làm gì? Để cho cái giá trị dinh dưỡng của các nhóm thức ăn nó không đổi. Mình sẽ qua phần 3 la mã nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Thì ở phần này các em xem sách giáo khoa. Rồi trong bài này thì những cái gì mà cô ghi bằng màu tím, chữ nó màu tím, in đậm và có chữ nghiêng thì các em phải lưu ý học giùm cho cô. Bài 16 vệ sinh an toàn thực phẩm gồm có 3 phần: 1. Vệ sinh thực phẩm, 2. An toàn thực phẩm, 3. Biện pháp phòng tránh nhiễm trùng, nhiễm độc thực phẩm. Chính là phần thứ nhất, vệ sinh thực phẩm. Thế nào là nhiễm trùng, nhiễm độc và an toàn thực phẩm? Nhiễm trùng là sự xâm nhập của vi khuẩn có hại vào thực phẩm. Ở trên chúng ta có hai loại vi khuẩn là vi khuẩn có lợi và vi khuẩn có hại. Cho nên là khi mà các em ghi phần nhiễm trùng này, các em phải nhớ là có chữ có hại, tức là nó làm cho thực phẩm chúng ta bị hư. Còn cái vi khuẩn có lợi kia, tức làm gì? Làm những cái ví dụ như là sữa chua, những cái lên món thức ăn mà lên men như các em. Thứ hai, nhiễm độc thực phẩm là sự xâm nhập của chất độc vào thực phẩm. Ví dụ như là cái những cái hóa chất nè, thuốc bảo vệ thực vật nè, tức là những cái phân bón bên ngoài nó vào thực phẩm thì gọi là chất độc. Thứ ba, an toàn thực phẩm là giữ cho thực phẩm khỏi bị nhiễm trùng, nhiễm độc và nhiễm chất. Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với vi khuẩn thì các em chỉ an toàn thực phẩm là giữ cho thực phẩm khỏi bị nhiễm trùng, nhiễm độc và biến chất. Biện pháp phòng tránh nhiễm trùng, nhiễm độc. Nguyên nhân ngộ độc thức ăn. Thứ nhất, do thức ăn bị nhiễm vi sinh vật và độc tố của vi sinh vật. Thứ hai, do thức ăn bị biến chất. Thứ ba, do bản thân thức ăn có sẵn độc tố. Thứ tư, do thức ăn bị nhiễm các chất độc hóa học, hóa chất bảo vệ thực vật, hóa chất phụ gia thực phẩm, vân vân. Biện pháp phòng tránh nhiễm trùng. Thì thứ nhất là phải rửa tay sạch. Thứ hai, vệ sinh nhà bếp. Thứ ba, rửa kỹ thực phẩm. Thứ tư, nấu kỹ chín thức ăn. Thứ năm, đậy thức ăn cẩn thận. Thứ sáu, bảo quản thực phẩm chu đáo. Bài 18, các phương pháp chế biến thực phẩm. Thì chế biến thực phẩm có hai phương pháp, đó là có sử dụng nhiệt và không sử dụng nhiệt.
ở có sử dụng nhiệt có 4 phương pháp là làm chín thực phẩm trong nước, làm chín thực phẩm bằng hơi nước, làm chín thực phẩm bằng sức nóng trực tiếp của lửa và làm chín thực phẩm trong chất béo. Thì làm chín thực phẩm trong nước sẽ gồm có luộc, kho, làm chín thực phẩm bằng hơi nước là hấp, làm chín thực phẩm bằng sức nóng trực tiếp của lửa là nướng và làm chín thực phẩm trong chất béo là rang, xào. Hình thức là không sử dụng nhiệt gồm có trộn dầu giấm, trộn hỗn hợp. Bài 22, quy trình tổ chức bữa ăn. Thì ở bài này, cô sẽ ôn cho các em với hình thức và câu hỏi. Câu thứ nhất, hãy sắp xếp các câu sau cho hoàn chỉnh về quy trình tổ chức bữa ăn. 1. Chế biến món ăn. 2. Lựa chọn thực phẩm. 3. Xây dựng thực đơn. 4. Trình bày bàn và thu dọn sau khi ăn. Các em hãy sắp xếp như thế nào gọi là đúng nhất. Và câu trả lời của mình sẽ là xây dựng thực đơn, lựa chọn thực phẩm, chế biến và trình bày và thu dọn sau khi ăn. Câu hỏi thứ thực đơn là A. Bản ghi lại tất cả các món ăn dự định sẽ phục vụ trong bữa. B. Bản ghi lại tất cả món ăn đã chế biến. C. Ghi lại tất cả các món ăn dự định sẽ phục vụ trong bữa tiệc, cổ, liên hoan hoặc bữa ăn thường ngày. D. Bản ghi lại thức ăn để chế biến. Các em sẽ chọn câu trả lời đúng nhất. Và câu trả lời đúng nhất sẽ là bản ghi lại tất cả món ăn dự định sẽ phục vụ trong tiệc, cổ, liên hoan hoặc bữa ăn thường ngày. Câu này sẽ tìm cụm từ đúng nhất để hoàn tất nội dung về nguyên tắc xây dựng thực đơn. Cô có 3 câu A, B, C, D. Giờ em suy nghĩ đi. Câu hỏi thứ nhất, thực đơn phải có số lượng và chất lượng món ăn phù hợp với tính chất của bữa ăn. Câu B, thực đơn phải có đủ món ăn chính theo cơ cấu bữa ăn. C. Thực đơn phải đảm bảo yêu cầu về mặt dinh dưỡng của bữa ăn và hiệu quả kinh tế. Tiết ôn tập của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em về nhà học những cái nội dung có chữ màu tím, in đậm, nét chữ nghiêng. Và coi trước bài chương 4, thu chi trong gia đình. Cô chào các em.